Cảm ơn các bạn đã quay lại theo dõi và lắng nghe kênh Hồng Nhung kể chuyện. Mời các bạn nghe tiếp phần 10 của truyện ngôn tình cô vợ câm quá bá đạo. Phần 10 có tên Mọi sự đều tùy duyên. Chương 55. Xem ra, bây giờ cô cũng không có sự lựa chọn. Trở về phòng, chuyện Tô Khiết làm đầu tiên chính là gọi video cùng hai bảo bối. Mẹ, lúc nào mẹ trở lại? Video vừa thông, khuôn mặt nhỏ nhắn béo béo đáng yêu của cô con gái đã xuất hiện ở trên màn hình điện thoại. Làm sao? Nhớ mẹ à? Tô Khiết trên mặt không tự chủ tràn đầy ý cười, trong lúc nhất thời tất cả buồn rầu và phiền não đều biến mất. Nghĩ là nhớ, nhưng anh nói, mẹ không cần phải về gấp, đợi thêm vài ngày có khi lại tìm cho chúng ta được một người ba. Đôi môi đỏ mọng của cô bé khẽ vểnh lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thêm mấy phần xoắn xuýt, tìm một người ba. Nghe được con mình nói, trên mặt Tô Khiết thêm mấy phần bất ngờ. Vâng, người khác đều có ba, anh nói mẹ cũng đã lớn rồi, cũng nên tìm cho chúng ta một người ba. Tô Khiết mím môi, cô dám cam đoan, đây chính xác là lời con trai mình nói. Lão đại không nhỏ nữa, năm nay cô mới 24 tuổi, anh đâu? Tô Khiết đợi nửa ngày, nhưng không nhìn thấy con trai bảo bối của mình, anh đi theo cha nuôi đi đến phòng thí nghiệm rồi, nhưng anh bảo anh sẽ về sớm. Tô Khiết rất hoài nghi lời con trai mình chính mình hiểu rõ nhất, nó đi theo học trưởng đi đến phòng thí nghiệm, tuyệt đối không thể trở về sớm. Con trai cô mặc dù vẫn chưa tới 5 tuổi, so với vậy đứa trẻ khác trưởng thành hơn nhiều, cũng thông minh hơn, cô cảm thấy khẳng định là giống như cô. 5 năm trước, chuyện đêm đó bất ngờ, mặc dù sau chuyện này người đàn ông kia không ngừng theo đuổi cô, nhưng là cô vẫn chạy thoát. Chỉ là, không nghĩ tới, sau đó cô lại mang thai, lúc ấy cô suy nghĩ rất nhiều, sau đó vẫn là quyết định sinh đứa bé ra. Cô rất vui vì có thể có hai đứa nhóc. Cô cảm thấy đây là món quà tốt nhất trời cao đã ban cho mình. Đã 5 năm rồi, cô tin người đàn ông kia cũng đã quên mất chuyện năm đó. Người đàn ông đó tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cô sinh ra hai đứa bé vì anh. Dĩ nhiên, hiện tại cô cũng chưa từng nghĩ sẽ cho người đó biết. Hai đứa nhóc là con cô, mãi mãi là con cô. Chuyện năm đó khiến cho cô biết rõ người đàn ông kia rất bá đạo. Nếu để cho anh biết chuyện, cô thật sự sợ anh sẽ cướp con đi, cho nên cô sẽ không ở cùng người đó, trước kia không có, sau này cũng tuyệt đối sẽ không có, chuyện cách đây 5 năm, chắc sẽ không gặp lại nữa. Đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ Tô Khiết. Thấy điện thoại cô càng khó coi. Cục cưng, người cậu muốn mình tra trong hình mình tra ra rồi, người đó tên Nguyễn Bạc Vệ. Điện thoại vừa thông, giọng Dinh Dinh đã truyền tới. Dạ, giờ phút này Tô Khiết rất nhạy cảm với cái họ này. Ừ. Tổng giám đốc tập đoàn họ Nguyễn, nhưng 2 năm trước bị tai nạn, nghe nói liệt chân, cho nên từ 2 năm trước, người này chưa từng xuất hiện, một mực ở nhà tổ nhà họ Nguyễn. Cho nên, muốn tìm được anh ta, chỉ có thể đến nhà tổ nhà họ Nguyễn, nhưng nhà tổ nhà họ Nguyễn cũng không dễ vào đâu. Tổng giám đốc tập đoàn họ Nguyễn, ba Nguyễn Hạo Thần, Tô Khiết lớn giọng hơn. Chương 56, đúng vậy, bạn yêu, cậu nói không sai. Cơ mà giọng cậu hơi kích động nhỉ, chuyện gì? Dinh Dinh hiểu cô rất rõ, thông qua điện thoại đã nghe được khác thường. Hôm nay mình gặp phải Nguyễn Hạo Thần, đúng hơn thì là Nguyễn Hạo Thần đến tìm mình. Dinh Dinh là bạn thân nhất của cô, cho nên đối với Dinh Dinh, Tô Khiết không có gì giấu giếm. Chỉ là cô không nghĩ tới chuyện trùng hợp như vậy, không nghĩ tới người trong hình là ba Nguyễn Hạo Thần. Lần này cô trở lại dọn dẹp đồ cũ của mẹ phát hiện một bức ảnh một người đàn ông, vốn là một bức ảnh bình thường không có gì, nhưng cô đột nhiên nhớ ra ngày mẹ qua đời cô đã thấy người này ở đầu thôn, cô luôn nghĩ năm đó mẹ chết có chút kỳ lạ, cho nên mới muốn tra rõ. Nguyễn Hạo Thần tìm cậu, tại sao, cậu biết anh ta à? Trong giọng Dinh Dinh rõ ràng thêm mấy phần nghi ngờ, liên quan tới chuyện này mình cũng thấy rất lạ, mình rất chắc chắn mình không biết anh ta. Từ trước tới nay chưa từng thấy. Nhưng hôm nay anh ta đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, sau đó nói với mình anh ta cần một người vợ, vừa hay mình là người thích hợp. Ngoặc kép chấm, à, Dinh Dinh trầm mặc 2 giây, sau đó đột nhiên hô thành tiếng, Tô Khiết không chuẩn bị, mà nghĩ suýt nữa bị cô ấy làm điếc. Cục cưng, ý cậu là Nguyễn Hạo Thần cầu hôn cậu. Nguyễn Hạo Thần cầu hôn cậu là thật sao?
Dinh Dinh giọng có thêm mấy phần hưng phấn, Nguyễn Hạo Thần nha. Anh ta là người đàn ông tất cả phụ nữ trong thành phố muốn gả cho, cũng là nam thần của mình. Sai, không phải cầu hôn, anh ta chỉ thông báo ngày mai mình đến ủy ban lúc 10 giờ. Nghĩ tới cái này, Tô Khiết lại buồn rầu, nếu thật sự cầu hôn thì đã tốt, ít nhất là còn lãng mạn, không đến nỗi khiến cho người khác buồn rầu. Không hổ là nam thần của mình, quá ngang ngược. Dinh Dinh nghe nói như vậy thẳng thừng huýt sáo. Chẳng lẽ cậu không muốn biết tại sao anh ta phải chọn mình sao? Tô Khiết nghe được lời Dinh Dinh, môi hung ác nhếch lên. Đúng vậy, tại sao vậy chứ? Dinh Dinh hình như đến bây giờ mới nhớ tới vấn đề này. Theo lý thuyết, cậu và anh ấy chắc chắn không có qua lại gì. Anh ấy tại sao lại đột nhiên cầu hôn cậu chứ? Anh ấy sẽ có liên quan đến bức ảnh không? Giọng Dinh Dinh có thêm sự nghiêm trọng. Hẳn sẽ không, Tô Khiết theo bản năng liền phủ nhận. Vậy anh ấy có nói tại sao không? Dinh Dinh thở phào nhẹ nhõm, trong nháy mắt giọng cũng buông lỏng không ít. Anh ta nói, anh ta không thích quá thông minh, không thích quá xinh đẹp, cho nên mình thích hợp. Nhắc tới cái này Tô Khiết không nhịn được tức giận, lúc ấy nghe được lời này, phản ứng đầu tiên cô cũng hoài nghi Nguyễn Hạo Thần không phải cố ý. Ngoặc kép chấm, Dinh Dinh lần nữa trầm mặc 2 giây, anh ấy thật nói như vậy. Nguyễn Hạo Thần thật là quá thật tinh mắt, ha ha ha. Ngoặc kép chấm. Tô Khiết đột nhiên có một loại cảm giác muốn hỏi ông trời, đây là loại bạn bè gì? Nhưng nói nghiêm túc nếu Nguyễn Hạo Thần thấy được sự thật về cậu, không biết sẽ có phản ứng gì. Nếu anh ấy biết thân phận thật sự của cậu, không biết có thể bị hù hay không? Dinh Dinh rốt cuộc cũng dừng lại cười, nhưng giọng nói càng thêm hưng phấn. Cậu suy nghĩ nhiều thế. Tô Khiết hơi nhíu mày, khuôn mặt thật, thân phận thật của cô, những thứ này Nguyễn Hạo Thần không thể nào biết. Mình nghĩ nhiều như thế nào? Dinh Dinh ngẩn người, giọng rõ ràng yếu đi một ít, cậu không nói cho mình, cậu không đồng ý với anh ấy đấy chứ. Tô Khiết nhếch môi, cô muốn không đồng ý, nhưng cô có sự lựa chọn sao? Chương 57, cục cưng, cậu sẽ không từ chối thật đấy chứ? Dinh Dinh không nghe được Tô Khiết trả lời, lần nữa yếu ớt hỏi. Cục cưng, thật ra thì tớ cảm thấy cậu nên cho tìm hai bảo bối của chúng ta một người ba. Cho nên, tớ cảm thấy cậu có thể đồng ý Nguyễn Hạo Thần. Đàn ông giống như Nguyễn Hạo Thần là có thể gặp không thể cầu, bỏ lỡ không tìm lại được đâu. Cục cưng, nói gì đi. Dinh Dinh tính nôn nóng, Tô Khiết không nói lời nào, cô ấy rất nóng vội. Nói rồi, anh ta không cầu hôn, chỉ bảo mình 10 giờ ngày mai đến ủy ban, mình được chọn sao? Tô Khiết ngầm thở dài, khiến cho cô buồn bực chính là chuyện này cô vốn không có lựa chọn, ái chà chà, như vậy mình an tâm rồi. Nam thần không hổ là nam thần, ra tay một cái ngay cả chị Đại Tô cũng bị xử đẹp. Hứa Dinh Dinh rốt cuộc yên tâm, mặc dù cô ấy hết sức khống chế, nhưng trong giọng vẫn mang theo ý cười. Hứa Dinh Dinh, Tô Khiết không nhịn được gầm nhẹ, cô bị bức bách không thể không gả, Hứa Dinh Dinh này lại không nhân tính nói như vậy. Được được, không nói. Hứa Dinh Dinh thu lại nụ cười, nhưng cô đứng đắn được 3 giây, lại bắt đầu cười đùa, ngày mai nếu lĩnh giấy chứng nhận. Là vợ chồng, tối mai chính là đêm động phòng hoa chúc. Nói về đời người có 4 chuyện vui, nhưng mình chỉ nhớ một. Đó chính là đêm động phòng hoa chúc. Có thể thấy đêm động phòng hoa chúc là thời khắc quan trọng nhất đời người. Cho nên cậu nhất định phải biết quý trọng, không, phải là hưởng thụ thật tốt. Nghe được lời này, mắt Tô Khiết giật nhẹ. Dinh Dinh nói cũng là một cái vấn đề. Ngày mai bọn họ lĩnh chứng, có thể ở cùng một chỗ hay không? Nếu là ở cùng một chỗ, thì ở thế nào? Anh ta nói, ngoài việc gả cho anh ta cô không có sự lựa chọn, những chuyện khác đều do cô làm chủ, như vậy là không phải bày tỏ, những thứ này đều do cô quyết định. Ý của anh ta chắc là như vậy, hẳn là không sai chứ. Không thể không nói, Tô Khiết đã nghĩ quá tốt về cậu ba nhà họ Nguyễn. Nguyễn Hạo Thần nói tất cả mọi chuyện do cô quyết định, chỉ đại biểu trước khi cưới, cũng không có nghĩa là sau khi cưới. Thứ hai, 9 giờ 40, thư ký Lưu dừng xe ở cửa ủy ban. Thấy tổng giám đốc nhà mình cũng không xuống xe, chỉ có thể nhỏ giọng nhắc nhở tổng giám đốc, đến rồi. Ừ, Nguyễn Hạo Thần thấp giọng đáp lời, xuyên qua cửa kính xe nhìn xung quanh một vòng, cũng không nhìn thấy Tô Khiết, cho nên anh cũng không vội xuống xe. Ngày hôm qua, nghe được cuộc nói chuyện của cô và ông Tô, anh chẳng hề lo cô sẽ không tới, đến nỗi sau khi cô tới sẽ là tình huống gì còn khiến anh có chút mong đợi, dẫu sao, người phụ nữ này sẽ không tô động như lẽ thường.
Khi thấy chủ tịch nhà mình vẫn không có ý định xuống xe, thư ký Lưu âm thầm tự hỏi, chủ tịch đã đến ủy ban vào sáng sớm, bây giờ lại không xuống xe, việc này nghĩa là sao? Thời gian trôi qua từng giây. Trên xe, Nguyễn Hạo Thần nhìn tài liệu, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Với tần suất ngẩng đầu của anh sẽ hoàn toàn không bỏ lỡ Tô Khiết. Chỉ cần cô Tô Khiết xuất hiện, anh sẽ nhìn thấy ngay. 9 giờ 50 phút, Tô Khiết không xuất hiện. 9 giờ 55 phút, Tô Khiết chưa xuất hiện. 56, 57 phút, cô vẫn không xuất hiện. Sắc mặt của Nguyễn Hạo Thần hơi u ám. Thư ký Lưu cảm giác được sự thay đổi của chủ tịch nhà mình, cũng cảm giác được bầu không khí trong xe đột nhiên thay đổi không được đúng lắm. Thư ký Lưu thầm kinh hãi trong lòng, chủ tịch giống như đang chờ người khác, nhưng người này vẫn chưa xuất hiện. Chương 58. Từ trước đến nay luôn là người khác đợi chủ tịch, rất ít người để chủ tịch phải chờ, dám để chủ tịch chờ đợi như thế này, không biết đó là ai. Hơn nữa, sắc mặt của chủ tịch lúc này đã hơi lạnh, rõ ràng là mất đi chút kiên nhẫn rồi, nhưng điều làm anh ngạc nhiên là chủ tịch dường như không có ý định rời đi. Có vẻ như người này rất đặc biệt đối với chủ tịch. 9 giờ 58 phút, Nguyễn Hạo Thần lại nhìn lên nhưng vẫn không thấy Tô Khiết. Lông mày của anh hơi nhíu lại, anh tưởng rằng với cuộc đối thoại của cô với ông cụ Tô ngày hôm qua, cô nên biết phải làm gì. Dù sao, cả hai kết quả cô đều phải nhất định kết hôn, chỉ là Nguyễn Hạo Thần chợt nghĩ đến một khả năng, liệu cô có chạy trốn không? Nghĩ tới khả năng này, hai mắt của Nguyễn Hạo Thần nheo lại và anh định gọi điện thoại, nhưng khi anh ngẩng đầu lên lần nữa thì thấy Tô Khiết đang đứng bên ngoài cổng của ủy ban. Nguyễn Hạo Thần liếc nhìn đồng hồ, vừa đúng 10 giờ, thời gian của người phụ nữ này đúng là không sai một phút. Nguyễn Hạo Thần cong môi cười khẽ, rồi đẩy cửa ra và xuống xe. Thư ký Lưu ngây người, chủ tịch vừa mới cười phải không? Anh đã theo chủ tịch 2 năm, và hiếm khi thấy chủ tịch cười. Nhưng hình như vừa nãy anh nhìn thấy chủ tịch đang cười, do anh hoa mắt nên nhìn lầm ư. Tại sao chủ tịch lại đột nhiên xuống xe? Khi Nguyễn Hạo Thần bước xuống xe, vừa khéo Tô Khiết xoay người nhìn thấy anh. Ngay sau đó, trên mặt của Tô Khiết nở một nụ cười rạng rỡ. Ngài Nguyễn, anh tới rồi à? Nguyễn Hạo Thần nhìn thấy nụ cười trên mặt cô, mắt anh chợt lay động. Trong khoảnh này, anh bỗng nhiên cảm thấy mình có chút mất hồn, không phải vì đẹp cỡ nào, mà vì nụ cười của cô lúc này làm anh ngạc nhiên. Anh tưởng rằng ngay cả khi hôm nay cô có đến, cô chắc chắn sẽ không có tâm trạng tốt, nhưng bây giờ, có vẻ như... Anh phát hiện, cô cười trông rất đẹp. Anh đang nghĩ, nếu tháo đôi mắt kính quê mùa của cô ra, rồi xóa tàn nhang trên mặt, không biết cô sẽ trông như thế nào. Khi Nguyễn Hạo Thần đang ngây người, Tô Khiết đã tới trước mặt anh. Nụ cười trên mặt cô rạng rỡ hơn đôi chút, tôi đã nghe ông nội nói hôm qua và biết lý do tại sao ngài Nguyễn vội vàng kết hôn, vì vậy, tôi sẵn sàng hợp tác với ngài Nguyễn. Nguyễn Hạo Thần khẽ nhướng mày, sẵn sàng hợp tác với anh. Anh cũng muốn biết, cô định hợp tác với anh như thế nào? Ngài Nguyễn, nếu chúng ta không phải kết hôn thật thì giữa hai bên nên cần một thỏa thuận. Đây là giấy thỏa thuận do tôi viết, anh xem thử có vấn đề gì không? Tô Khiết đưa một phần tài liệu tới trước mặt anh, còn tận lực tỏ ra uất ức bổ sung thêm một câu, tôi tra cả đêm qua mới viết được nó đấy. Thư ký Lưu, người vừa mới xuống xe, đã bị sốc khi nghe thấy lời của Tô Khiết. Đây là tình huống gì vậy? Kết hôn gì? Ai kết hôn với ai? Thỏa thuận gì? Nguyễn Hạo Thần không nhận lấy tập tài liệu trong tay cô và cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Chương 59. Thư ký Lưu nhìn thấy dáng vẻ lúc này của chủ tịch nhà mình thì hơi sợ hãi trong lòng, vì vậy anh ta đứng tại chỗ không dám di chuyển, chỉ hơi khó hiểu nhìn về phía Tô Khiết, đây không phải cô cả Tô ư? Chẳng lẽ chủ tịch muốn kết hôn với cô cả Tô? Ngài Nguyễn, Tô Khiết thấy anh không nhận bèn chớp mắt, biểu tình của cô dường như có thêm chút hoang mang. Không phải anh đã nói, chỉ cần cô chủ động đến thì cô sẽ được quyết định mọi chuyện sao? Đừng nói ngay cả một phần thỏa thuận mà anh cũng không đồng ý đấy nhé. Nếu đúng là vậy, cô sẽ không thể không nghi ngờ thành ý của anh. Nghĩ cũng chu đáo lắm. Trong ánh mắt nhìn cô của Nguyễn Hạo Thần dường như có thêm một chút lạnh, và như có thêm những thứ khác phức tạp hơn. Người phụ nữ này suy nghĩ thật chu đáo, ngay cả thỏa thuận hôn nhân cũng đã viết xong rồi. Có vẻ như cô cũng không ngu ngốc. Nguyễn Hạo Thần có hơi nghiêng người về phía cô, câu nói đó hàm chứa đôi chút thăm dò lẫn ám chỉ.
Lúc này đây, anh thực sự hy vọng cô có thể giả bộ ngu hơn chút, không cần phải thông minh như vậy. Tô Khiết cố tình vờ như không hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu nói của anh và gật đầu nghiêm túc. Thực ra tôi vẫn rất thông minh, nếu không ngài Nguyễn hãy suy nghĩ kỹ hơn chút đi. Hôm qua anh nói, sở dĩ anh cưới cô là vì cô không đủ thông minh. Nếu anh cảm thấy cô không ngu chút nào, liệu anh có thay đổi ý định hay không? Tối hôm qua, Tô Khiết đã suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Cô cảm thấy Nguyễn Hạo Thần cưới cô thực sự có thể là vì cô không đủ thông minh. Suy cho cùng, bây giờ Nguyễn Hạo Thần kết hôn cũng vì ông cụ Nguyễn bức bách quá gấp, chứ không phải vì muốn kết hôn thực sự. Nếu tìm một người quá thông minh, có lẽ đến lúc đó sẽ ngấm ngầm mưu tính lấy tài sản của nhà họ Nguyễn, trong nhà quyền thế sợ nhất là việc này. Mặc dù cô cũng biết với sự khôn khéo của Nguyễn Hạo Thần, khả năng bị người mưu hại không lớn, nhưng chắc cũng phải đề phòng bất trắc. Nguyễn Hạo Thần đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu, lúc này anh bỗng không muốn nói chuyện với cô. Trái ngược với sự buồn rầu của Nguyễn Hạo Thần lúc này, tâm trạng của Tô Khiết dường như rất tốt, khóe môi của cô cứ nhếch lên, nụ cười ấy vẫn rạng ngời và như còn chứa đôi chút mừng rỡ tươi sáng. Tô Khiết nghĩ nếu không thể thỏa thuận, có lẽ cô cũng không cần đăng ký kết hôn với Nguyễn Hạo Thần. Dù sao trên thế giới có nhiều phụ nữ như thế, anh có thể tìm thấy một người phù hợp hơn, với điều kiện của anh thì loại phụ nữ nào mà không có. Hoàn toàn không phải chỉ có một mình cô. Tuy nhiên, những lời như vậy không thể do cô nói, mà phải được nói bởi Nguyễn Hạo Thần. Lúc này, Nguyễn Hạo Thần đột nhiên cảm thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt cô hơi chói mắt. Được, được lắm, anh muốn xem thử cô có thể giả bộ cho tới khi nào. Nguyễn Hạo Thần thình lình giơ tay cầm lấy tờ thỏa thuận trong tay cô và từ từ lật ra, nhưng khi thấy một đống nội dung lít nhít trên giấy, sắc mặt của Nguyễn Hạo Thần dần xấu đi. Nguyễn Hạo Thần nhìn vào hàng chữ hôn nhân có hiệu lực trong một năm được gạch dưới nằm trên đầu, ở giữa là, nếu ngài Nguyễn có được cổ phần của Nguyễn thì, cuộc hôn nhân có thể kết thúc sớm. Hôn còn chưa kết mà cô đã nghĩ đến việc ly hôn. Tô Khiết thấy được sắc mặt của anh lúc này không được tốt lắm nên không nói gì, mà đợi anh trả lời. Nguyễn Hạo Thần rời mắt nhìn về phía Tô Khiết. Khoảnh khắc này Tô Khiết vẫn còn hơi hồi hộp, thấy bộ dạng vừa rồi của anh có vẻ không vui lắm, không biết anh có đồng ý hay không. Chương 60, thỏa thuận viết tốt lắm. Nhưng điều làm cô ngạc nhiên đó là, Nguyễn Hạo Thần trông khá vừa ý, anh nhanh chóng cầm bút ký tên của mình vào thỏa thuận. Nhưng khi anh cúi đầu ký tên, khóe môi của anh mơ hồ câu lên thành một độ cung kỳ lạ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Có lẽ là vì bản năng nghề nghiệp mà khi nhìn thấy động tác lưu loát liền mạch của anh, Tô Khiết cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng Nguyễn Hạo Thần đã đưa giấy thỏa thuận ký xong tới trước mặt cô. Thỏa thuận do cô tự viết nên sẽ không có vấn đề gì, chắc do cô nghĩ nhiều, Tô Khiết thầm thở một hơi rồi cũng ký tên của mình. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, Tô Khiết cực kỳ phối hợp, những thứ cần thiết cũng chuẩn bị đầy đủ. Sâu trong mắt Nguyễn Hạo Thần ngầm hiện lên chút bất ngờ. Chồng ơi, sau này em phải ở đâu đây? Sau khi đăng ký kết hôn và ra khỏi ủy ban, Tô Khiết đổi cách xưng hô rất trôi chảy, khi nhìn về phía anh cũng cười rất tươi. Thời gian kết hôn của bọn cô là một năm. Trong một năm này, cô không muốn có chuyện bất trắc gì xảy ra. Điều quan trọng nhất là tuyệt đối không thể làm anh nảy sinh hứng thú với cô, bất kể vì sao anh lại chọn cô. Thói hư tật xấu của đàn ông là không có được thứ gì sẽ chiếm lấy nó cho bằng được. Vì vậy, kể từ bây giờ, cô phải làm một người vợ hiền thục ngoan ngoãn, hiểu chuyện nghe lời, khéo hiểu lòng người, bảo gì làm nấy. Tô Khiết biết, anh kết hôn để ông cụ Nguyễn không giao Nguyễn Thị cho cậu hai Nguyễn. Dù bọn cô kết hôn chỉ để ông cụ Nguyễn thấy nhưng cũng phải sống cùng nhau. Vì vậy, bây giờ cô không cần cố ý sĩ diện cãi láo, cô đã nghĩ tới điểm này trước khi đến ủy ban. Nếu cuộc hôn nhân này là để ông cụ xem, bọn cô có cần truyền tới nhà tổ của nhà họ Nguyễn hay không? Nghĩ đến nhà tổ nhà họ Nguyễn, nghĩ đến tấm ảnh, tay Tô Khiết âm thầm siết chặt. Nguyễn Hạo Thần hơi ngẩn ra khi nghe cách gọi của cô, dường như trong khoảnh khắc đó, nhìn vào nụ cười rạng rỡ của cô, Nguyễn Hạo Thần bỗng cảm thấy mình không thể nhìn thấu cô. Em chuyển đến nhà của tôi. Nguyễn Hạo Thần nhìn cô, trong mắt anh lóe qua đôi chút suy nghĩ sâu xa. Em về thu dọn chút đồ. Tô Khiết ngoan ngoãn đáp lời như thể đó là chuyện đương nhiên. Nhưng câu này của anh có nghĩa là sẽ không chuyển đến nhà tổ nhà họ Nguyễn phải không? Tôi đi cùng em. Nghe thấy cô đồng ý thoải mái như vậy, Nguyễn Hạo Thần khẽ nhướng mày.
người phụ nữ này biểu hiện có hơi quá ngoan hay không? Ngoan đến mức khiến anh không quá dám tin tưởng. Không cần đâu, chồng mau đi đi, em sẽ tự làm, anh đưa địa chỉ với chìa khóa cho em là được rồi. Tô Khiết mỉm cười rất ngọt ngào, rất dịu dàng, rất khéo hiểu lòng người. Nguyễn Hạo Thần nhìn sang cô, rồi im lặng một lúc mới viết địa chỉ và mật khẩu khóa cửa và đưa nó cho cô. Bye bye chồng. Tô Khiết nhận lấy, không nhìn kỹ mà gấp lại cất đi, sau đó cười khẽ vẫy tay với Nguyễn Hạo Thần rồi xoay người rời đi. Nguyễn Hạo Thần cau mày nhìn cô rời đi, phải nói rằng tất cả các biểu hiện ngày hôm nay của người phụ nữ này khiến anh ngạc nhiên. Cô sẽ thực sự ngoan ngoãn một mình chuyển đến nhà anh ư? Sao anh cảm thấy hơi đáng nghi? Tuy nhiên, anh muốn xem cô sẽ làm gì. Chủ tịch, anh kết hôn thật hả? Mãi đến khi Tô Khiết biến mất không còn tăm hơi, thư ký Lưu mới lấy lại tinh thần và nhìn về phía chủ tịch nhà mình, trông anh ta vẫn đầy khó tin. Anh thực sự không thể tin được, chủ tịch nhà anh cứ thế mà đã kết hôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe kênh Hồng Nhung kể chuyện. Phần 10 đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào phần 11 của truyện ngôn tình Cô Vợ Câm Quá Bá Đạo. Chúc các bạn luôn hạnh phúc và bình an.